Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Fanback Age of Reality. Hiện tại thế tập trước thì mình đã giải cứu đến ngôi làng này và giải cứu hết những người dân ở đây các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong cái ngôi đền này nha. Đây là cái thâu ho các bạn. Những việc quen thuộc. Ông Sydney nè, admin Rocket nè, ông chùm Gen 5, rồi toàn những Tứ Thiên Dương, Wally, Tiến sĩ bên Gen 4. Trời ơi. Người tốt, người xấu có hết bạn, toàn là những nhân vật quen thuộc không. Có vợ ông Tiến sĩ bên Gen 7 nữa nè. Có ông team boss team Flare bên Gen 6. Như đây là một cái biểu tình hay gì đó bạn. Bây giờ mình phải chiến đấu với thằng Wally các bạn. Better Me Simon nè. Đã đánh với thằng Wally. Nó là con Soru chứ nó không phải là con Kiri. Rồi Mega luôn. Mega Stampede chứ không phải là Mega của Gap Black bạn ơi. Trời ơi, lúc này mới là con Kyria thiệt nè.
không, anh không một khách này, có gì khách rồi. Mình nghĩ là sau cái việc khách này mới mình có thể quay trở về lại cái thành phố lúc đầu mình khách ở bên tay phải đó bạn. Ok, xong. Vậy là mình đã có được chiêu khích rồi. Nghĩ là mình phải quay trở lại thành phố lúc đầu á để khích cái đám bên kia bên tay phải bạn, chứ hiện tại chỗ này chưa đi được đâu. Thấy những cái hang này vẫn là đóng hết trơn rồi, có chiêu khích này thì phải quay về các bạn. Chưa tới thành phố này lấy chiêu khích. Ok. Hết stress bail luôn rồi đánh. Ok, thoát ra ngoài lẹ. Ấy thiệt. Ok, mình đã quay trở về thành phố bạn. Giờ mình sẽ vô khám bệnh. Trời ơi. Để mình lấy con lấy con này ra lại để chặt cây bạn. Chỗ nào á, em khích.
Rồi bây giờ mình có cái cắt cỏ được bên này rồi. Đây, chính là đây. Ui trời ơi. Một khu gần. Có gì Thunderstorm ngon đây rồi. Vãi hình dạng của Thunderstorm nhưng mà Lipstorm vãi cái trường. Oh shit, hình dạng của Thunderstorm nhưng mà nhặt lại Lipstorm mới ghê chứ. Ảo mà Canada. Tưởng được Thunderstorm là ngon các bạn. Con Dynamo sau này tiến quá, dạng cái cuối cùng cần Thunderstorm các bạn. Ấy thật chỗ này nó mấy cái cây này nhìn rối mắt thiệt chứ. Nó luồn lách hả vậy. Đây là một cái lối đi nữa này. Ở khu gần này mà nhìn hồi là rối mắt luôn á. Một quả netball. Đây là những cây mà để lấy trái cây các bạn. Trời ơi, cho mày đủ thứ đường hết á, biết đường nào là đúng mới sợ luôn.
trước là mê cung luôn á. Vậy mình quay về ban đầu rồi. Ôi thiệt. Oh shit. Đây đúng là mê cung chứ không phải đùa đâu bạn. Ở đây tùm lum đường á bạn ơi. Khu gần này là mấy cung thức thiệt á. Ôi trời. Bây giờ mình phải tìm mấy cái thiết bị của mấy người này đánh rơi đem về. Và là phải thiệt chứ. Checking Apple Down. Có 4 cái vật và 4 cái thiết bị được rơi gãy gác trong cái ngôi, trong cái khu gần này, mình phải tìm về cho nó. Ấy shit. Thiệt. Biết nó là cái gì đâu mà tìm trời. Vậy nó gớt ở đâu chứ 4 cái mảnh thiết bị đó.
À, chắc là với con này đây. Đây, chắc là bốn con này đà. Vậy con khỉ gì đang thui này. Mình đã tìm bốn con khỉ này cho nó hay sao á. Thử coi bắt được không. À, không bắt được các bạn ơi. Ai nó mạnh. Đuổi nó con xíu mà nó tán mình chết luôn á. Đây đánh bại bốn con khỉ này để lấy bốn cây rìu. Oh man thiệt vãi cái trưởng. Giờ bốn con khỉ nằm rải rác ở mỗi nơi một khúc chứ còn cái ghê. Đó, con khỉ đó nè. Ờ, bốn con khỉ nằm rải rác ở bốn nơi khác nhau như thế này các bạn. Phải tìm. Ở đây là nãy có con khỉ xuất hiện rồi. Đi tìm chỗ khác. Cái khu gần này rối mắt thiệt chứ. We'll be right back.
ấy thiệt. Còn hai con khỉ nó đang đấu đâu trời. Đây, một con khỉ nữa. Vẫn còn một cái. Còn cái nó nằm ở đâu vậy? Ấy, còn một coi một cây rìu nữa, còn một con khỉ nữa. À, cái khu rừng này là khu rừng mê cung chứ không phải là cái khu rừng bình thường đó bạn. À đây rồi, trời ơi, ra chỗ này. Oh shit. Con khỉ thứ tư nè. Oh, tìm thấy bà luôn nãy giờ. Ấy, à, cái khu rừng này, cái đường đi. Mấy cái thành tựu. Con cuối cùng. Trời ơi, mệt xỉu. Trời ơi, đúng mình bao núp lùm luôn các bạn ơi. What the hell?
Cái gì vậy trời? Ok, cuối cùng cũng nhặt được đủ 5 cái tool rồi. Ê, 4 cái tool chứ, 4 cái vật phẩm tool. Thôi, quay về. Chạm vụ. Thiệt tình luôn, giấu kinh khủng luôn ở chỗ này chạy, di chuyển. Đó, nhìn mấy cây này nhìn bao rối luôn. Hóa ra trong này đủ 4 cái tool rồi, trả em vụ thôi. Ok, bây giờ mình đã có thể là đi tới thành phố nữa rồi. Và bây giờ mới cho bản đồ. What the heck. Và bây giờ cho mình cái bản đồ chứ. Đó, bây giờ mình sẽ tới được Lenebit City. Đấy, map này rộng lắm rồi. Thằng này là thằng Raw Leader đó bạn. Ok. Rồi, bước qua cái cổng này mình sẽ tới được cái thành phố rồi các bạn. Đó, là Lenebit City. What the heck? Đây là nhà trên cây à. Đây là cái thành phố giống như bên vùng gym thứ 6 của vùng Hoen đó bạn. Những ngôi nhà trên cây nè. Vẫn là mua delete. Name Raptor.
giờ mình không biết mình làm cái gì ở trong thành phố này nữa các bạn. Vậy hai ông này bán đồ. Ở mấy cái nhà này mấy nhà này rất vô nhặt rác thôi mà chả có gì để nhặt đâu. Hi. Đừng công mà bắt mà đánh với nó. Vậy thank you.
Rồi, ok, mình xin kết thúc clip đây đi. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.